Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua nửa tháng đầu tiên của năm mới. Hẳn rằng các bạn cũng như tôi đang rất muốn biết vận hạn, tài lộc trong tuần tiếp theo của tháng 1 sẽ như thế nào. Hôm nay Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ đến quý vị 5 con giáp may mắn nhất trong tuần thứ 3 tháng 1, từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1. Vào tuần này, các bạn làm gì cũng vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ đến việc lớn, đi làm thì dễ được khen thưởng, đề bạt. Vào ngày hôm nay, nếu bạn ký kết các hợp đồng quan trọng, thì khả năng thành công có thể lên tới 90%. Các bạn hãy tận dụng cơ hội này để có bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp. Tuổi Tý, trong tuần này được nhiều cát tinh chiếu mệnh, đảm bảo cho người tuổi Tý có một nguồn tài chính ổn định, đặc biệt là người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng, nếu đã làm việc trong Tết vừa qua. Có thể thấy, nếu từ trước đến nay bạn vẫn luôn chi tiêu có kế hoạch, thì dù tiền lương cao hay thấp, bạn cũng chẳng bao giờ túng thiếu. Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh bắt đầu thu được một khoản lời lãi nhất định từ mối đầu tư trước đó. May mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân, đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Tý rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuần này, sức khỏe của người tuổi Tý không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, thì hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Về tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính đến những chuyện xa xôi hơn. Những người độc thân có thể thu hút ánh mắt của nhiều người khác giới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần, tử vi dự đoán rằng những người tuổi Dần sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp ở tuần thứ 3 của tháng 1 năm Quý Mão. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt của đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Người tuổi Dần rất hòa hợp với nửa kia của mình. Thậm chí sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau nhiều hơn. Mối quan hệ hiện tại của hai người rất đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con, đồng hành cùng con trên quãng đường trưởng thành. Tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thìn, người tuổi Thìn rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Người tuổi Thìn có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tuần này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Trên phương diện tài lộc, bạn dễ phát tài bất ngờ nhờ các trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng làm mọi việc dựa trên công sức của mình. Dù bây giờ có vất vả, nhưng bạn có biết mình là con giáp hổ trước sứt sau hay không? Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động.
Vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp, ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong tuần này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh trường hợp gặp phải thị phi không mong muốn và làm phật lòng những người xung quanh mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tế, thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Tử vi tuần này cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Tuần này, gia chủ tuổi Ngọ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực, bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Về vấn đề sức khỏe, tuy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu không chú ý, e rằng bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày hay đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng, về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực cho cuộc sống. Linh phù đã được khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Dậu. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay và hai người có thể bắt tay cùng phát triển. Công việc của người làm công ăn lương cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều từ chối. Hãy làm tốt nhiệm vụ được giao và để lại ấn tượng tốt cho ban lãnh đạo. Tuy nhiên, để có thể thu hút được khách hàng, đối tác, bạn sẽ phải bôn ba, di chuyển khá nhiều. Bản mệnh cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của bạn bè khác phái. Nếu có cảm tình với ai, nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ, có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong tuần thứ 3 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.